xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay tiếp tục với series hướng dẫn các bạn cách làm đồ trang trí treo tường. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một sản phẩm treo tường thật là đẹp mắt từ những cuộn len cũng như là từ tấm bìa cắt tông. Trên bàn của mình đây là một hình trái tim và mình đã cắt sẵn từ tấm bìa cắt tông. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm những bông hoa từ những cuộn len. Trên bàn của mình đây là một cuộn len và một chiếc bút chì. Để làm được một bông hoa thì mình sẽ sử dụng bút chì và mình sẽ kéo cuộn len, mình để cho len của mình dài một chút, dài hơn với bút chì một chút như thế này. Sau đó mình sẽ uốn cho qua chiếc bút chì và sau đó là mình sẽ giữ ở phần đuôi của bút chì, sau đó là mình sẽ uốn nhẹ, uốn tạo thành những cái hình tròn. Mình sẽ uốn với một lực vừa phải. Sau đó mình tiếp tục, mình sẽ uốn liên tục như thế này cho đến một độ dài mình mong muốn, một độ dài vừa phải mà mình đã mong muốn thì mình sẽ dừng lại. Ở đây thì mình sẽ uốn thêm một chút nữa. Mình sẽ cuốn những cái cuộn len này vào trong chiếc bút chì. Các bạn uốn vừa phải để tránh khi mình tháo ra thì sẽ rất là khó. Mình sẽ tiếp tục kéo nhẹ xuống như thế này. Và sau khi đến đây thì mình sẽ tháo ở trên ra và từ từ mình giữ tay và mình rút chiếc bút chì của mình ra. Và từ đó mình sẽ dùng sợi dây dài, mình sẽ luồn vào trong chiếc móc tròn này. Mình luồn vào như thế này và sau đó mình sẽ giết thật chặt và mình buộc nốt lại để cho những sợi len của mình không bị bung ra. Tương tự như thế thì mình buộc thêm một lần nữa. Và sau đó thì mình dùng kéo và cắt đi. Sau khi đã cắt xong thì mình dùng tay để chỉnh sửa cho những bông len của mình sẽ được tròn, tạo thành những bông hoa. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa một chút cho những cánh len được đều, có độ dài ngắn đều nhau cũng như là độ to nhỏ. Sau khi đã chỉnh sửa xong thì mình đã có được một bông hoa làm từ len. Để tạo nên điểm nhấn cho bông hoa thì mình sẽ sử dụng ở đây là những hạt, mình sử dụng hạt xốp màu vàng để làm phần nhụy cho bông hoa. Mình sẽ cho một lượng keo vừa phải lên hạt xốp, sau đó mình sẽ gắn hạt xốp vào điểm trung tâm của bông hoa. Và như vậy mình đã làm xong một bông hoa từ len. Tương tự như thế, để hoàn thiện sản phẩm ngày hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị ở đây rất là nhiều những bông có màu sắc rực rỡ và có những kích thước bằng nhau để hoàn thiện sản phẩm ngày hôm nay. Sau khi đã hoàn thành xong những bông hoa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm những chiếc tua. Để làm được những chiếc tua thì ở đây mình sẽ sử dụng những dây len và có kích thước là dài tầm 2 mét. Sau đó mình sẽ gập đôi những dây len của mình lại. Mình sẽ gập đôi chúng lại với nhau và tiếp tục như thế. Mình sẽ gập đôi lại và sau đó mình sẽ gập đôi thêm một lần nữa. Sau đó mình sẽ dùng một sợi dây len nhỏ như thế này và mình buộc, mình chia những sợi dây len này làm đôi và mình chia khoảng cách, sau đó là mình buộc chúng lại. Ở đây mình sẽ buộc để tránh cho những dây len của mình sẽ bị tuột ra khỏi và như thế mình sẽ buộc lần thứ hai. Sau khi đã buộc xong, để làm điểm nhấn cho những chiếc dây len thì mình sẽ buộc để tạo nên điểm đầu. Mình tiếp tục sử dụng thêm một
đoạn dây len nhỏ và mình buộc thắt đầu lại để tạo một hình đầu tròn cho chiếc dây len. Những chiếc dây len của mình sẽ như những chiếc chuông gió, có hình thước như những chiếc chuông gió. Và như thế là mình xiết lại. Và sau đó bước cuối cùng là mình sử dụng kéo và mình cắt những chiếc đôi này ra để tạo thành những chiếc tua. Và như thế là mình đã được một chiếc tua bằng len rất là xinh xắn. Tương tự như thế thì mình cũng đã chuẩn bị ở đây những chiếc lua, những chiếc tua có màu sắc cũng như là có kích thước tương tự cũng như là những màu sắc rực rỡ. Sau khi đã hoàn thành xong những chiếc tua cũng như là hoàn thành xong những bông hoa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ghép chúng lại với nhau để tạo nên sản phẩm cho tường thật là đẹp mắt. Đầu tiên là với chiếc khung hình của mình, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một hình trái tim có kích thước bằng với hình trái tim mà mình đã cắt từ tấm bìa cắt tông. Bây giờ thì mình sẽ cố định hình trái tim này lên trên tấm bìa cắt tông của mình. Ở đây mình sử dụng tờ giấy màu trắng và mình cắt lên hình trái tim rồi. Mình sẽ cho một lượng keo, sau đó là mình sẽ cố định lên. Đầu tiên thì mình sẽ cố định nửa hình trái tim trước để căn chỉnh làm sao cho hình trái tim của mình, cái chiếc khung hình của mình sẽ được đẹp mắt hơn. Mình sẽ cố định, sau đó là mình miết tay thật chặt để cho những cái nếp, đường nếp được phẳng. Thì sản phẩm của mình ngày hôm nay sẽ được đẹp mắt hơn. Tương tự như thế thì mình làm với nửa mặt hình trái tim còn lại. Các bạn căn chỉnh và sau đó miết tay để khung hình của mình được đẹp. Sau khi đã gắn xong khung viền ngoài thì bây giờ mình sẽ gắn lên khung viền này là những bông hoa được làm từ len mà mình đã hướng dẫn các bạn ở đầu video. Mình sẽ cho một lượng keo vừa phải và một vào đít vào đằng đuôi của bông hoa này. Và sau đó mình sẽ gắn lên. Đầu tiên là mình sẽ gắn ở điểm trung tâm của hình trái tim. Sau khi gắn xong thì mình căn chỉnh một chút cho được đẹp. Tiếp theo đấy là mình sẽ gắn đến bông thứ hai. Bông thứ hai này thì mình sẽ gắn bên cạnh. Và bông thứ ba thì mình sẽ gắn ở bên đối diện. Làm sao cho khung hình của mình sẽ được cân đối và đối xứng. Ở đây mình sẽ gắn lên bông thứ ba. Và tiếp tục là bông thứ bốn. Và thứ năm mình sẽ gắn hai bên cho chúng được cân xứng với khung hình. Sau khi đã gắn xong được 5 bông hoa từ những cuộn len có màu hồng đậm thì mình sẽ tiếp tục gắn đến những bông hoa có màu hồng nhạt hơn một chút. Ở đây mình sẽ gắn những bông hoa có màu hồng nhạt hơn. Mình sẽ gắn mỗi bên 2 bông. Mình sẽ gắn cho chúng được so le cũng như là đan xen đều nhau hơn. Bông hoa tiếp theo mà mình sẽ cố định lên chiếc khung hình để hoàn thiện sản phẩm. Tiếp theo đó là mình sẽ cố định vào chiếc khung hình của mình là những bông hoa có màu hồng nhạt hơn một chút nữa. Mình sẽ gắn những bông hoa với nhiều màu sắc đan xen với nhau. Để tạo nên độ đẹp mắt cho bông hoa của mình. Và tiếp theo đó thì mình sẽ đan xen vào đây là những bông hoa có màu hồng đậm hơn. Những bông hoa này sẽ tạo độ đẹp hơn cho khung hình sản phẩm treo tường ngày hôm nay. Và tương tự như thế, mình sẽ gắn thêm 2 bông ở hai bên của sản phẩm.
Mình sẽ gắn ở đây thêm một bông và bên đối diện cũng như vậy. Sau khi đã gắn xong thì ở bông trung tâm này mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt. Và như vậy thì mình đã dần hoàn thiện được sản phẩm. Mình đã gắn xong những bông hoa lên chiếc khung hình trái tim. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để gắn những chiếc tua. Để gắn được những chiếc tua thì mình sẽ sử dụng một sợi dây len dài và có kích thước là 35 cm. Đầu tiên thì mình sẽ gắn những tua từ của màu hồng đậm lên đầu tiên của những chiếc dây len. Mình sẽ lật ngược lại để gắn được dễ dàng hơn. Tiếp theo đó thì mình sẽ gắn lên đây, nối sau những chiếc tua màu hồng đậm là những chiếc tua màu hồng nhạt hơn một chút. Mình sẽ cho keo và sau đó thì mình sẽ gắn lên. Mình sẽ gắn chúng liền kề với nhau. Và tương tự như vậy thì mình sẽ gắn với chiếc tua màu hồng nhạt. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng là 5 chiếc tua. Mình sẽ làm 5 chiếc tua như vậy. Chiếc tua đầu tiên thì mình đã hoàn thành xong. Tiếp theo là đến những chiếc tua tiếp theo. Tương tự như với chiếc tua đầu tiên thì mình cũng làm đó là màu hồng đậm đầu tiên. Sau đó là màu hồng nhạt hơn, màu hồng phấn. Mình sẽ kéo dài sợi dây để cho sợi dây của mình được thẳng. Và cuối cùng là màu hồng nhạt. Mình cho một lượng keo vừa phải lên và mình gắn chúng lại với nhau. Tương tự như thế các bạn làm cho đến hết. Sau khi đã gắn xong những chiếc tua thì bây giờ mình sẽ lật ngược cái khung hình của mình lại. Và bây giờ thì mình sẽ gắn lên đây là những chiếc tua. Đầu tiên thì mình sẽ căn chỉnh khoảng cách. Sau đó là mình sẽ dùng keo để cố định lại. Với chiếc tua đầu tiên thì mình sẽ gắn dài. Và tiếp theo đó là đến chiếc tua thứ hai, mình sẽ gắn ngắn hơn một chút. Đến chiếc tua thứ ba và mình sẽ gắn ngắn hơn một chút nữa. Tương tự như thế với bên đối xứng thì mình cũng sẽ căn chỉnh như vậy. Sau khi đã căn chỉnh xong được khoảng cách của những chiếc tua thì mình sử dụng keo và mình sẽ cố định lên những chiếc tua này lại. Mình sẽ cố định chúng lên khung hình để hoàn thiện sản phẩm. Đây, chiếc tua thứ ba mình đang cố định. Và bây giờ là đến chiếc tua thứ tư và đến chiếc tua cuối cùng. Sau khi đã gắn xong thì mình sử dụng kéo và mình cắt loại bỏ đi những phần dây len dư như thế này. Mình sẽ cắt cho đến điểm keo. Và tiếp theo đó để làm nổi bật để cho khung tranh của mình thì mình sẽ làm một chiếc dây treo. Để làm được một chiếc dây treo thì mình sẽ sử dụng ở đây là một sợi dây len ngắn màu đỏ. Và bây giờ thì mình sẽ cố định lên chiếc phần khung. Mình sẽ chụp hai đầu của sợi dây len lại. Sau đó là mình sẽ dùng keo và gắn lên chiếc khung hình. Mình sẽ sử dụng một lượng keo vừa phải và mình gắn lên. Sau khi đã gắn xong thì mình sử dụng kéo và mình cắt đi cái phần dây thừa. Mình chỉnh sửa một chút cho chiếc dây được đều, thoáng và đẹp. Và như vậy thì sản phẩm của mình cũng đã hoàn thiện.
Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay cũng như ý tưởng của mình tốt thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.